Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tuất tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa ngày Giáp Tuất, tức Can Khắc Chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỷ Tuổi Mậu Thìn Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, Hại Dậu phá Mùi và Tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Tuổi xung trong tháng: tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Yếu Yin hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Sát Cống Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Sát Chủ xấu mọi việc, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự, an táng, sao Cẩu Giảo xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này sẽ làm cho bạn phải chịu va vấp khá nhiều, khó có thể đạt được thành công như mong đợi. Đặc biệt đối với những bạn làm ăn kinh doanh, buôn bán cần phải cẩn trọng trong những lĩnh vực về thu chi, nếu không sẽ rơi vào cảnh thất thoát về tiền bạc. Ngày này, đối với những bạn mới chuyển đổi ngành nghề có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí là muốn bỏ cuộc khi đối diện với mọi đủ loại rắc rối. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống và nó sẽ giúp cho bạn ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tú Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn Tú Tý với nửa kia cũng không được mấy yên ấm. Có lẽ là vì chưa thực sự thấu hiểu được nhau cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau và hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim đối mặt với nhiều chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy dũng cảm vượt qua mọi thử thách để trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa đừng có vội thất vọng và nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chưa thực sự thấu hiểu được nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang có được cơ hội để thăng tiến trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn đã chinh phục được lòng tin của mọi người và hẳn cấp trên dù là ngày nghỉ đã trao cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình nữa. Đứng trước những cơ hội như vậy, với bạn tuổi Sửu, hãy tự tin nắm bắt, đừng có nhường cho bất cứ người khác, tiềm năng của bạn vẫn chưa bộc lộ hết. Vì vậy, bạn đừng có vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra cho mình những đích đến có tham vọng hơn nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu để phát triển một cách nhanh chóng và bền vững khi bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn cần phải từ bỏ những suy nghĩ có hiệu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ và muốn bắt kịp với sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm cũ kỹ như vậy được. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa tự tin nắm bắt cơ hội, đừng có nhường cho kẻ khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ không nên vội vã hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày có mộc khắc với thổ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc là sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà, khiến cho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình dần lạnh nhạt đi. Trong sự nghiệp với bạn tuổi Dần cũng không được lòng tập thể vì bạn tính cao ngạo, cố chấp của mình, không chịu lắng nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Và dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay là không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ cho mình, bạn tuổi Dần nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần, nếu như có việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn làm việc gì cũng được thuận lợi và gặp nhiều may mắn.
Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè hay là công việc riêng tư. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của những người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim thích hợp cho việc xuất hành đi xa. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão trở nên sĩ diện. Bản mệnh không muốn nghe thiêu bất cứ ý kiến trái chiều nào, thậm chí dù sai cũng không chịu nhận lỗi. Và điều này khiến cho mọi người cảm thấy khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn nữa. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những bạn làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì lại có được một ngày khá thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về hợp tác làm ăn. Bản mệnh có thể sẽ tìm được những đối tác tiềm năng có lợi ích cho sự phát triển trong tương lai của mình. Vì vậy, bạn cần phải giữ cho mối quan hệ tốt đẹp với mọi người bạn tuổi Mão nhé. Bên cạnh đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Cái điều này cho thấy bản mệnh và con cái hoặc là cha mẹ mình sẽ có những quan điểm bất đồng với nhau. Sự cách biệt giữa các thế hệ có thể khiến cho đôi bên có những suy nghĩ trái ngược chiều nhau. Và điều cần phải làm lúc này là hai bên cần phải học cách đặt mình vào vị trí của nhau nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi về mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tính cách nóng nảy, kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ thích hợp để xây dựng các mối quan hệ về hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này sẽ làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn khiến cho cấp trên và đồng nghiệp cảm thấy ác cảm, cho dù bạn vốn là người có tài giỏi và quyết tâm đi chăng nữa. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, làm ngành nghề tự do thì không phải là ngày thích hợp để cho bạn lựa chọn về đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có Thổ khí vượng. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, nhất là đối với những ai mắc bệnh về dạ dày, đường ruột. Nếu như bạn cảm thấy không khỏe thì nên đi thăm khám bác sĩ ngay, càng sớm càng tốt, không nên chần chừ, do dự, kéo lại khiến cho tình hình bệnh tật càng trở nên trầm trọng hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ sẽ gây mất lòng với cấp trên và đồng nghiệp
bạn bè trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Bạn tuổi Tỵ cần phải đề phòng mọi người xung quanh, chớ có nơ là mà công việc lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này với bạn tuổi Tỵ cũng chớ nên chủ động mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay. Cho dù đôi bên có những ý kiến bất đồng, không phù hợp với nhau thì bạn cũng nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm, chớ để cho cuộc thảo luận trở thành cuộc tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ vượng. Cái điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Tỵ cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia với mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho phù hợp nhất có thể. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa vướng phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ giữ vững lập trường của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc không nên mâu thuẫn với những người có quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim đề phòng kẻ xấu cố tình chơi xấu mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn cũng trở nên nóng vội quá mức nữa đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Và trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì trong ngày hôm nay, đặc biệt là những quyết định quan trọng, với bạn tuổi Ngọ cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc ban đầu, rồi về sau, khi gặp phải những rắc rối, lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi nữa. Ngày Chủ nhật này, bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Ngọ và gia đình luôn vô cùng là hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau, đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn nghĩ về nhau mọi giờ, mọi phút nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong mọi công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa dễ bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tình cảm lứa đôi càng ngày càng thắm thiết mặn nồng. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt
từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Mùi đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà không cần phải chờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết tới như thế nào đi chăng nữa. Với bạn tuổi Mùi, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải những trở ngại nếu như bạn quá nóng vội, không chịu suy nghĩ cho kỹ càng. Bạn cần phải bình tĩnh và cân nhắc kỹ càng, nếu không bạn sẽ phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả do chính mình gây ra. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Đặc biệt, trong ngày này với bạn tuổi Mùi cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như có công việc cấp thiết phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tự tin thái quá, không nghe theo lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sẵn sàng đi tiên phong trong mọi công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý hơn khi tham gia vào các cuộc thi cử, tuyển cử. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, việc làm ăn tín trịnh không được mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn có được sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy đi chăng nữa, thì hai người cũng chớ quên hâm nóng tình cảm bạn tuổi Thân nhé. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Thân, nếu như bạn là một người cha, người mẹ, thì bạn rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con cái, chứ không phải là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo cho con cái mình mà thôi. Tuy nhiên, ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày của Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với bạn sẽ gặp phải một số rắc rối trong sự nghiệp của mình. Khi mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp nổ ra, bạn cần phải hết sức bình tĩnh chứ không nên vội vàng, nóng nảy, khiến cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, không giải quyết được việc gì cả. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, giữ vững bình tĩnh, không nên làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, dễ vướng phải những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội giúp đỡ, sẽ làm cho bạn gặp được nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao với mình. Bản mệnh tuổi Dậu dễ tạo được ấn tượng tốt với mọi người, thậm chí ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay nữa. Trong công việc của bạn tuổi Dậu ngày chủ nhật này cũng có được những chuyển biến tích cực, bạn có được những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều lắc đầu bó tay. Và nếu như có cơ hội xuất hiện thì với bạn tuổi Dậu hãy tự tin và chủ động để nắm bắt, đừng có ngần ngại điều gì cả nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan điểm người trong một nhà luôn phải trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ nhau cả. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội đến với mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có chính Ấn Độ mệnh. Cái điều này cho thấy sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đang có được những bước tiến triển tích cực. Với sự nghiêm túc, chính trực của bạn tuổi Tuất đã gây được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp và bạn có thể được mọi người tín cử để đạt được vị trí cao nữa. Và với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn cũng rất được lòng nhân viên của mình. Bạn luôn quan tâm tới cảm xúc của mọi người, đồng thời biết cách sắp đặt đúng người vào đúng vị trí để cho ai cũng có dịp phát huy sở trường của mình. Xem tử vi cho thấy hôm nay là một ngày rất thích hợp để cho bạn tuổi Tuất cầu tài hoặc là ký kết hợp đồng. Nếu như bạn làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, hành nghề tự do, có thể thực hiện những công việc trên để cho mình gặp được nhiều may mắn. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp, mọi người tôn trọng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có được nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tận dụng điểm mạnh của mình để phát triển. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, thích hợp cho việc cầu tài lộc, ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh có thể sẽ vướng phải tranh cãi với bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình, khiến cho tình hình vốn đã khó giải quyết nay lại càng trở nên căng thẳng hơn. Trong gia đình, với bạn tuổi Hợi, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người khác. Bạn cần phải biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, đừng có quay việc của người khác, chiều theo ý của mình là hiển nhiên bạn tuổi Hợi nhé. Ngày Chủ nhật này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Cái điều này làm cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, đầu tư có được một ngày phát tài phát lộc. Bạn đã làm việc không cảm thấy mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng với mình. Và với bạn tuổi Hợi cần phải cố gắng để tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình trong tương lai nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, dễ để xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không hòa thuận với những người trong gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư, có được cơ hội phát tài, phát lộc trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và gặp lại.